Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của ô tô Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng này. Thì hôm nay Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho anh em và cho quý vị một mẫu xe mới được về cửa hàng của mình. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 081 666 2386. Đấy, thì là đấy cũng là số Zalo của mình. Quý vị và các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho mình, trực tiếp của mình qua số đấy, hoặc kết bạn Zalo với mình. Hoặc anh em nào mà lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản Nimo lưng kịch màu vàng cát, biển 98A13561. Chiếc này em đang chờ bán với giá tiền là 238 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Một chiếc xe còn khá là đẹp luôn. Anh em nhìn thấy sơn si vẻ bề ngoài của chiếc xe thì khá là ok. Em vẫn đang để lổ máy nhé. Hai cụm đèn pha của chiếc xe thì đều sáng bóng rất đều nhau. Đấy, anh em nhìn đấy ạ. Sơn si của chiếc xe thì anh em không phải bàn rồi. Thì nói chung là dòng này thì nó xước sát thì không thể kể đến được. Đấy, nhưng mà chủ yếu là cái phần về nó đâm đụng tai nạn thì nó không có, chỉ có xước sát va quẹt thôi. Con này thì đã được lưng kịch rồi, la răng đúc. Con này thì lưng kịch rồi, la răng đúc xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện anh em nhé. Em vẫn đang để lổ máy cho quý vị và các bạn. Màu vàng cát rất là đẹp cho quý vị và các bạn luôn. Biển số 98A 13561. Anh em nhìn thấy cái cụm đèn pha, đèn phanh của chiếc xe còn rất là đẹp, sáng bóng rất là đều nhau. Con này thì chắc là đã có màn hình DVD và cam lùi đầy đủ cho quý vị và các bạn rồi. Gầm bệ của chiếc xe thì còn rất là chắc lịch. Đấy, anh em nhìn thấy chiếc xe còn khá là ok cho quý vị và các bạn luôn. Con này thì là gốc Hà Nội. Anh em nào ở Hà Nội mua về thì không mất thêm cái tiền phí là 20 triệu tiền nhập từ tỉnh và thành phố nhé. Đấy, con này gốc Hà Nội anh em nhé. Đấy, xi nhan trên gương. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 7, à tháng 2 năm 2020. Nội thất của chiếc xe đây anh em. Thất của chiếc xe thì khá là ok cho quý vị và các bạn luôn. Với giá tiền thì khá là hợp lý, chỉ có 238 triệu đồng. Anh em đã có một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009 bản Nimo lưng kịch. Đấy, màu vàng cát anh em nhé, gốc Hà Nội. Con cốp của phía sau của chiếc xe thì còn khá là rộng rãi. Kích kiếc nốt chỉ đờ, 5 na răng đúc anh em nhé. Đấy. Nó sạch sẽ luôn.
Đấy, khi vào trong xe anh em nhìn thấy. Nói chung là xe dòng này thì tất nhiên là nó sẽ qua taxi dịch vụ rồi, không thể tránh khỏi đối với một chiếc xe như thế này. Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động rất là bình thường. Đấy, rất là chất cho quý vị các bạn. Giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy này để cho quý vị các bạn cùng xem về cái chất máy của chiếc xe này, nó xem nó như thế nào nhé. Tổng quan khoang máy của chiếc xe này, máy móc nó rất là ok luôn. Nói chung là con này thì tổng quan của nó còn rất là cứng xe, anh em không phải suy nghĩ gì với cái tầm tiền như thế được. Đấy, khá là ok cho quý vị và các bạn luôn. Thì vừa rồi Tuấn Anh của tôi Hải Phòng giới thiệu cho anh em về mẫu xe mà Toyota Vios sản xuất 2009 bản Nimo lân kịch màu vàng cát biển 98A13561 này, gốc Hà Nội. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.